Thu Thảo xin hân hạnh có mặt trong chương trình Sinh hoạt cộng đồng ngày hôm nay. Và trong loạt chương trình Sinh hoạt cộng đồng kể từ hôm nay thì mỗi tuần, mỗi hai tuần sẽ một lần, Việc Phải CV sẽ gửi đến quý vị cái chương trình này với sự tham dự đặc biệt của một dân biểu liên bang Fowler, đó là ông Chris Hayes. Ông Chris Hayes là một gương mặt rất là quen thuộc đối với khán giả của Việc Phải CV cũng như cộng đồng người Việt tại Sydney. Và ông cũng đã đồng hành với cộng đồng người Việt chúng ta trong suốt hơn 10 năm qua, đặc biệt là những cái vấn đề về nhân quyền. Và người thứ hai là một vị khách mời đặc biệt, đó là luật sư Trần Công Thúy Định sẽ có mặt hôm nay để mà gửi đến quý vị cũng những cái sự suy nghĩ của cô. Trước hết thì please say hello to our audience, Chris Hayes and luật sư Trần Công Thúy Định. Well, thank you, Vivian. It's great to be with you again. Yes, and, xin chào chị Thu Thảo và xin chào quý vị khán giả của đài Việt Face TV. Và kính thưa quý vị, thì vào cái cuộc bầu cử liên bang vào ngày 2 tháng 7 vừa qua, thì quý vị đã thấy cái sự trở lại rất là mạnh mẽ của đảng One Nation, mà người lãnh tụ của đảng One Nation là bà Pauline Hanson. Họ trở lại với 4 thượng nghị sĩ tại Thượng viện. Và bà Pauline Hanson là một cái người mà vào năm 1996 đã có những cái lời lên tiếng chỉ trích là dân Á Châu đã đến để mà cướp đi công ăn việc làm của người dân Úc. Và lần này khi mà trở lại nghị trường thì bà lại lên tiếng chỉ trích cộng đồng Hồi giáo. Và để giúp cho quý khán giả của Việt Face TV hiểu thêm về cái thông tin về cái đảng One Nation, cái chức vụ họ như thế nào tại Thượng viện Liên bang Úc Châu, thì Thu Thảo xin mời ông Chris Hay đến với chương trình để có thể cung cấp thêm về cái thông tin này. Thì Chris, first of all, the question will be for you. Firstly, big congratulations to for successfully securing over 67% of the vote in the election on the 2nd of the July, and also being re-elected as the federal member for Fowler. Thank you very much. So we know that Pauline Hanson's One Nation Party has secured 4 seats in the Senate. And we also heard a lot about her position in relation to immigration and her fear that Australia is being overtaken with Asian heritage. So have you had a chance to meet with Pauline Hanson or any member of her party to discuss about this view? Well, no, I haven't. Well, Parliament hasn't actually reconvened yet. I've just come back from Canberra, but Parliament will not start until the 30th of August. And can I say to your listeners, I don't intend to have a conversation with Pauline Hanson or any of her supporters. Vivian, you and your audience will remember that Pauline Hanson some 20 years ago made a political her political future based on our country, our Australia, has been overtaken by Asians. I happen to represent the most multicultural electorate in the whole of Australia. 30% of my electorate is Asian. 20% of my electorate is Vietnamese. I'm very fortunate. I have a very prosperous, a very vibrant, dynamic, multicultural community that I have the honour of representing. People like Pauline Hanson, people who want to come out and say that we don't want multiculturalism, we want assimilation. That sort of terminology almost takes us back to the white Australian policy. In other words, unless you're all like us, you shouldn't be here. That's just rubbish. Okay. Thank you for that. Luật sư Định, Thu Thảo biết rằng là luật sư đã qua đây với cùng với gia đình từ khi mà luật sư còn rất là nhỏ, khoảng 8-9 tuổi gì cỡ đó, phải không? Dạ, đúng vậy. Thì bằng với cái đường biển thì trong cái thời điểm đó thì cũng hàng trăm hàng ngàn gia đình cũng đi vượt biên qua đây cũng bằng cái đường biển như thế đó. Thì luật sư có thể nào mà cho biết rằng, có thể chia sẻ với quý khán giả về những cái khó khăn mà gia đình cũng như bản thân của luật sư Định đã trải qua trong cái thời gian đầu tiên mà định cư tại Úc, và cũng như qua đó thì luật sư có cái nhận xét như thế nào về những phát biểu của bà Pauline Hanson về trong cái vấn đề sự có mặt của di dân châu Á tại nước Úc này? Dạ, cảm ơn chị Thu Thảo. Thì cũng như chị hồi nãy, mình qua đây là lúc mình có 9 tuổi thôi. Thì mình vượt biên là cái chiếc tàu của mình, chiếc tàu Sông Bé 12 đi thẳng tới Úc. Mẹ kể lại rằng là rất là may mắn là chiếc tàu mình có khả năng tới đây. Thì mình biết được rằng là rất là nhiều cả
vài ngàn người đã bị bỏ lost their life ở biển. Yeah. Yeah. Thì trên cuộc đời đi đó thì mình nhớ hoài cái câu nói của mẹ đó, khi mình hỏi mẹ là tại sao phải rời khỏi quê hương của mình, thì mẹ mới trả lời, tại lúc đó mình hỏi là mình lớn rồi mình mới hỏi, thì mẹ mới nói rằng là không thể ở lại được con, mà lúc mà ba với mẹ quyết định rời khỏi Việt Nam á là coi là bỏ mạng rồi, nghĩa là coi như mình đã chết đi mới có can đảm mà bước trên chiếc tàu đó, là tại vì mình đi tới một như là biển bao la, không biết sẽ tới nơi, không biết tàu mình sẽ đi tới đó có sẽ thức ăn hay là bị hải tặc hay là như thế nào đó, mà nước tới nước đó người ta có nhận mình hay không, thì thời mình đi rất là mới, cho nên nó còn chưa có những cái trại tị nạn được lúc đó, thì cho nên mình phải coi rằng là mình đã chết rồi, nếu mình sống được một nước thứ hai là coi như là một cơ hội, như là mình sinh ra một lần nữa, coi như chết đi để được sống lại. Dạ, thì ba mẹ mà giải thích thì cho mình nói rằng là những cái người mà hiện tại bây giờ là những người tị nạn mà đang vượt biên tới tìm thường tới nước Úc, thì mình hiểu được cái cảm giác và cái cảm tưởng đó, chứ không phải là những người này là mua vé đi một cái cruise, họ bỏ nước của họ đi một nơi ngôn ngữ không biết, chẳng có gì cả, ngoài ra có cái mảnh áo trên người mình. Yeah. Mình hiểu được cái cảm giác đó, cho nên cái vấn đề mà bà Pauline Hanson mà nói về vấn đề mà tị nạn đó, là mình không nói rằng là mình mời và mong rằng chẳng những là bà Pauline Hanson và những người chính trị gia khác và Quốc hội Úc đây ngồi xuống và coi, thực sự ngồi xuống mà bàn luận cái chuyện này rõ ràng, phân tích ra, chứ đừng có đi theo cái gọi là cái tin đồn hay là use the fear, cái sợ hãi của dân ở đây là người đó có thể là terrorist tới nước của mình, hay là cái người đó để tẩy cướp việc làm của mình. Mình nên coi và nước Úc đã từng nhân đạo với lại tị nạn, và những người tị nạn đã không cho làm dân Úc gọi là thất vọng. Tại vì hiện tại bây giờ trong cái list mà 200 người mà thành công nhất của nước Úc này đó, trong đó là phần đông là người từ gốc tị nạn. Yeah. Thì chị mình thấy được rằng là cái hệ thống tị nạn đã không làm cho nước Úc này thất vọng. Yeah. Yeah. Yeah, I was just asking luật sư Định her view on Pauline Hanson's policy about Asian. Yes. And how the journey was really difficult for us to get here, and we also worked really hard to get where we are today. So, Chris, with second question for you is, can you tell us a bit more about One Nation's policy in relation to multiculturalism? Look, I think one of the things that actually sums up One Nation is that they are pushing in the federal parliament at the moment that they want to talk about repealing Part 8C of the Racial Discrimination Act. Yep. And this is something that's very, very close to the heart of all Vietnamese Australians. Mm. Matter of fact, last time this was considered was when Tony Abbott was the Prime Minister. And he made the Vietnamese community came together in powerful numbers to assert their position as to why we don't want to legitimise hate speech in this country. Yeah. Why we don't want to make it legal for people to be able to go out and think they can insult, intimidate, harass and other people simply on the basis of ethnic origin, race or otherwise. Yes. So look, one of the things I think we've got to be proud of in this country, and when we give our speeches, we normally always start by talking about acknowledging the traditional custodians of the land where we live, the Aboriginal people, because the truth is, other than the Aboriginal people, all of us, it doesn't matter whether you came from Vietnam after the fall of Saigon, or whether you came here with the British in 1788, the truth is we all came from somewhere else. We are all immigrants or descended from immigrants. That's right. And coming together, that's what's made this country great. That's right. So this is, no one's more entitled than anybody else to be here. Yeah. And I think Ms. Hanson and her supporters, Mr. Senator Lyon Helm, and a number of Liberals in the last week have talked about we should take away Section 8NC in the name of free speech. Mm. I don't want to encourage anything that breeds racism in this country. Mm. Kính thưa quý vị, thì Thu Thảo cũng mới vừa hỏi ông Chris Hayes về cái sự suy nghĩ về cái bà đảng One Nation của bà Pauline Hanson về cái vấn đề mà đa văn hóa. Thì ông cũng cho biết rằng là cái vấn đề đa văn hóa là rất là tốt,
và ông không muốn rằng là ở một cái quốc gia Úc này có một cái sự mà gọi là thù hận hay là cái sự chia rẽ văn hóa. Tại vì chúng ta tới từ không riêng gì người Việt, người Hoa, người Hy Lạp, người dân, chúng ta là một quốc gia hiện giờ. Và luật sư Định, thì trong cái phần hồi nãy nói chuyện thì luật sư là một cái người luật sư và cũng là cựu phó chủ tịch của cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales trong cái nhiệm kỳ mà 2013 tới 2015. Thì ngoài cái chuyên môn chính là luật sư và cũng là một người năng nổ trong cái hoạt động cộng đồng đó, thì cái trong cái quá trình mà làm việc cùng cái cộng đồng Việt Nam, luật sư nhận xét như thế nào về sự hội nhập của cộng đồng người Úc mình, người Úc gốc Việt của mình tại trong cái xã hội Úc này? Hồi nãy mình có nói về cái vấn đề mình không cái chương trình tị nạn, chương trình di dân của Úc, chính sách của Úc á, đã không làm cho nước Úc này thất vọng, là mình phải nói rằng là người Việt mình đã đóng góp trong xã hội này, chứ không phải là người Việt mình qua đây rồi dùng cái chữ mà ăn bám xã hội. Chúng ta có rất là nhiều người thành công, cũng như là anh An Đỗ là một người comedian và bây giờ cũng là một người artist, upcoming artist, the recent Archibald finalist ha. Mình có một cô bé Tân Lê là cũng là một người luật sư, nhưng mà trong cái sự thành công của cổng là của cô là phát triển được trong cái business. Mình có một anh Huy Trương cũng có một cái công ty rất là lớn. Mình có bác Lưu Từng Quang là head of SBS Radio. Mình có rất là nhiều, nếu mà nói rằng là hiện tại vì trong trong đại học, trong trường đại học, và mình có thể nói là mình có nhiều bác sĩ y khoa về ngành y khoa và luật sư. Mình có nói là nói chung là chúng ta đã đóng góp rất là nhiều cho xã hội này, và chúng ta không những mà hội nhập vô trong xã hội Úc mà chúng ta đóng góp, mà chúng ta có những cái chương trình mà giúp đỡ trong xã hội. Thí dụ lúc mà có cái hải mà tsunami đó ở hỏi những cái bên đó, thì người Việt của chúng ta đã đóng góp tổng cộng quanh nước Úc này gần 1 triệu đô để giúp cho Phi, để giúp cho những nước mà đã bị thảm họa đó. Và những cái chương trình giúp đỡ cho bệnh viện, Children's Hospital, mình cũng năm ngoái Victoria raised over $1 million. Cái lúc mà mình bị bushfire thì chúng ta cũng đóng góp gần nửa triệu. So mình cũng thấy được là người Việt mình có một phần gọi là contribute và nhớ uống nước nhớ nguồn ha, với kẻ trồng cây. That's your favorite, hey Chris. Remember the if you eat the fruit, you remember the. So very much like we do appreciate the kindness and we try to sort of repay. So mình nói rằng là cái chương trình mà nói là lúc cái thời của ông Malcolm Fraser, thì lúc ông đưa ra thì khi ông nhắm mắt, ông rất là mãn nguyện. Ông nói là cái quyết định nó không là sai lầm, là đã cho người tị nạn vô đây và để đóng góp cho xã hội Úc này. Cảm ơn luật sư. Could I just add to one comment and following on what Dean has said? But if you look at all the pattern of immigration to this country, and whether you take the Greeks, the Irish, the English, everybody else has come here. In the 41 short years since Vietnamese have been here, have been coming here since the fall of Saigon, in that short period of time, look at the contribution that the Vietnamese have made to Australian society. They're represented as in the legal profession, the medical profession. What they do is extraordinary. And one of the things that really distinguishes the Vietnamese from many others is their passionate belief in education for their children. And I just think our country would be that much the poorer had it not been the fact that the Vietnamese adopted Australia as their second home. Yeah, thank you. Kính thưa quý vị, thì ông Chris Hay cũng vừa nói rằng là trong cái thời gian mà coi như là 41 năm người Việt chúng ta tị nạn ở trên cái quốc gia Úc này, thì ông cũng nhận rằng là chúng ta đã góp sức rất là nhiều. Chúng ta cũng đã góp công vô, cũng như luật sư Định vừa nói là chúng ta cũng có những cái thiên tai hỏa hoạn hay lụt hay gì, chúng ta đều góp tay vô để mà coi như là chúng ta trả một phần nào cái ơn mà họ đã nhận chúng ta trong cái quốc gia này. Thì Chris, there has been a lot of talk about One Nation Party intention to eradicate the multiculturalism, to replace it with assimilation. So what do you think? Will they get their way? No, they won't. I think Australia is a very mature nation. I think Australia sees through a lot of this, and Pauline Hanson is, at the end of the day, she's a politician.
she has been able to show that sometimes when you scratch under the skin, you find racism. Yeah. She has given political legitimacy for people to be have racist speech, be able to come out and say, well, we don't like Asians here, or why we don't want Muslims here, why we need all these other things. We are a multicultural economy, multicultural nation. It's one of the things that in my electorate, I think we do very, very well. Not because of me, but because I'm very fortunate my community has actually embraced and accepted me. So, but we have shown here in Western Sydney how people work together, our kids grow up together. We have a very multicultural society. It's something we see, the colour, the vibrance, the diversity that that brings about is something we are very proud of. Yes. We don't need people like Pauline Hanson coming in and wanting to meddle with that and telling us this, we want people to assimilate, everyone to be Australian. Well, what is it to be Australian? As I say, the great Australian tradition is people have come from everywhere across the globe, come to this country with a dream, and their dream is for a better life for them and their families. That's what it is to be Australian. Như vậy thì đối với Thúy Định á, thì cái chính sách đa văn hóa tại Úc đó, nó đem lợi gì cho nước Úc và tại sao Định lại nghĩ như vậy? Trước khi trả lời câu đó, khi mà chị Thu Thảo nói cái vấn đề mà assimilation, you know, it reminds me of cái phim mà Star Trek Generation đó, mà nó có cái phim mà cái The Borg á, thì cái sắc tộc của một cái trái đất đó đó, là khi nó tới một cái trái đất nào khác đó, là nó sẽ bắt cái người ta similar giống y chang nó luôn. Chứ I know when you watch that Chris, you know, the Borg series in Star Trek Generation where the Borg was a race, where whatever planet goes to, it makes turn everybody to be part of them exactly identically and so controlled by them, even make them look like them. So I'm just thinking, gosh, everybody around the world come to Australia, we all look like what? As we say, unless we turn it all into Aborigines or something like that, because that's the only legitimate claimant of the land, phải không? Exactly. Thì mình nghĩ rằng chỉ là người thổ dân có thể là nói rằng là họ là chính xác là họ là con người Úc. Thì mình nếu mà nói, Pauline Hanson nói mình bây giờ assimilate vô thì vậy là mình tất cả thành người thổ dân. Nhưng thôi, đừng không đùa giỡn nữa. mình phải nghĩ rằng cái nước Úc là một cái nước rất là may mắn về cái chính sách gọi là đa văn hóa. Rất là thành công. Multiculturalism has been very successful in Australia. Yeah. Mình nói về cái vấn là mà cái lợi cho một cái quốc gia mà có cái đa văn hóa là mình phải nói cái thứ nhất là các em trẻ mà được trong cuộc sống có nhiều đa văn hóa thì cái màu nó nhiều màu sắc hơn. Nó không cần đi qua một cái nước ngoài mà nó có thể kế bên bạn của nó có thể là người Ý, bạn của nó có thể là người Tàu, bạn hay người Nhật hay là người Mexican hay là người Anh, người Pháp. Và khi mà nó mở được cái tinh thần như vậy thì cái kiến thức và cái trí thức nó sẽ cao hơn. Và nó sẽ không sống một cái cuộc sống và nó dễ thu nhập những cái gì khác biệt đối với nó. Và nó sẽ không có những cái tinh thần gọi là kỳ thị. Và nó có thể nhận được những cái thay đổi của cuộc sống nó rất là dễ dàng. Đây mình nói về cái lợi của cái tâm lý. Cái thứ hai nữa, khi mình có cái đa văn hóa đó thì rằng là mình có thể mình học hỏi rất là nhiều đối với một người bạn từ một cái gốc khác nơi mình, và trong khi đó nó sẽ tốt cho một quốc gia khi mà có nhiều cảnh và có nhiều gọi là nhân tài mà để đóng góp cho đây. Thì mình thấy rằng là chẳng những mà về nói về tâm lý, về thương mại, về gọi là trí thức, nó rất là tốt cho một cái xã hội. Và nước Úc này đã chứng minh cho thế giới rằng là đa văn hóa của một quốc gia có thể thành công và đã thành công hơn 100 năm nay. But you're right. Multiculturalism has been very, very successful. But one thing I would say about multiculturalism is that it is successful because we work at it. We want to make it work. Therefore, we don't need people like Pauline Hanson and others of that ilk wanting to pull this apart. We don't need to pull it. We need people to actually be committed to this because we are all Australian.
regardless of our respective backgrounds, our heritage, we come here and enjoy the fact that we are from a multicultural community. Yeah. We don't need people coming to come in leadership positions in the Senate and or other places, simply saying, we want you to be something else. Yeah. We can't do that. Yeah. And we can't give voice to people like that. That's right. Ông Chris, ông hay ông nói rất là đúng. Những người tị nạn qua đây đó, vì họ đã mất hết tất cả, mất quê nhà, không còn về cái vật gì hết. Và coi có thể cái mạng sống của đã bán đi rồi. Thì khi mà họ được một cơ hội để sống thứ hai của một quốc gia khác, thì họ muốn thành công cho thứ nhất gia đình của họ, trong cuộc sống của họ. Thì khi cái đó là, nếu mà mỗi gia đình là thành công, đó là sự đóng góp cho xã hội chung. Tại nếu chúng ta ai cũng thành công thì xã hội nó sẽ nâng lên và nó tốt hơn nữa. Và cũng như là nếu mà cái sự chia rẽ như bà Pauline Hanson làm như vậy, thì có cái sự chia rẽ create hatred, dividing. Can you imagine when children instability, go to instability, yes, yeah, uncertainty, exactly. Fear mongering. Just talk about food. We're so lucky. Multiculturalism bring all kind of different food, isn't it, Chris? Well, since I joined this multicultural community out here, I have I've certainly enjoyed the food. Yes. But when I grew up in this country, it was not very multicultural at all. Mm. Matter of fact, the international cuisine would have been going down to the Greek fish and chip shop. I remember when the first takeaway Chinese came into my area. Whereas my children have grown up, they can go out one night and the next night and eating from cuisines that come from all corners of the globe. Yes. My grandchildren now are growing up in a vastly different community. Yeah. It's very vibrant, very colourful. They love it. Yeah. Din's seen my grandchildren dressed up in aoyae. They enjoy going Tet Festival, enjoying everything that our multicultural community offers. Yeah. And that is to a better and more detailed understanding of what makes all of us work. Yeah, that's the beauty of sự đa văn hóa, isn't it? Yeah. Okay, well, so the debate about the Section 18C of the Racial Discrimination Act, it has been going on, talk of it might be whether it will be abolished. So what is the reasoning behind its abolishment, and also the reason as to why there is strong opposition to it? Well, very simple why people want to take it away is that you can legitimise hate speech. Bear in mind what 18C is. 18C makes it unlawful to commit an act that would reasonably offend, insult, humiliate, intimidate someone because of their race, their colour, their national or ethnic origin. Yeah. I would have thought that's a pretty basic thing. By the way, it's been there for 40 years. It was put there under Gough Whitlam about trying to actually make Australia understand multiculturalism. We don't want to inspire hatred or racism. No. You've got to ask the people who want to take that away, what's the purpose in taking away? What's the purpose of legitimising hate speech? Mm-hmm. That can't be free speech. No. We don't need to legitimise things that actually will do damage to our community. Mm. And as community leaders, I think we've got to stand up and take a very strong view on this. We will oppose it as we did last time, and we oppose it with the support of DIN and the VCA and others. The Vietnamese community know very well what it's like to be on the receiving end of racism. Yeah. When they came here 40 years ago, people were talking about this country being overtaken by Asians. And who was saying that? People like Pauline Hanson. Mm-hmm. And yet I get to see day in, day out, everything that the Vietnamese community has been able to bring to this country in a very positive way. Mm. Very hardworking, committed to education, committed to their children, but above all, they're committed to the development of this country, Australia. Mm. So we are indebted for that, and we don't want to do anything that's going to put them in greater jeopardy or people wanting to single them out because we don't all look the same. Mm-hmm. And that's a very good thing, we don't all look the same. Yeah. And it's a good thing that we have our own views. Yeah. And it's a great thing we can celebrate our respective culture and heritage. Mm-hmm. Now, that, I would say, is quintessentially being Australian. Yeah. Mm-hmm. Như Chris sẽ nói rằng là cái điều luật 18C của cái
cái điều luật gọi là kỳ thị về dân tộc đó đã có trong pháp lý của mình là trên 40 năm rồi. Thì trong 40 năm qua thì không có chuyện gì phải là gai cấn, cho nên mình đặt cho hỏi tại sao phải cần đổi cái điều luật đó. Mà mình cái cách đây 2 năm trước thì chính phủ có đưa ra bàn về cái vấn đề đổi cái luật đó. Sau khi một cái ông tên là Andrew Bolt, ông bị đưa ra tòa vì ông kêu ông gọi tên của một anh thổ dân mà anh coi như là rất là gọi là nhục mạ canh đó, thì là ông bị ra tòa. Nhưng biết rằng vì cái tòa này ra tòa không hẳn là mình sẽ bị bỏ tù cái gì gọi là rất là nặng, nhưng mà ảnh bị cảnh cáo để cho trong tương lai ảnh không làm nữa. Cái điều luật 18C này nó rất là quan trọng. Thí dụ bây giờ một người thường dân có ngoài mà đi ra ngoài mà chửi lộn với nhau thì không ai nói gì, nhưng mà nó có một cách gọi là nó nhắc nhở cho những người nằm trong là những người lãnh đạo, những là người gọi là rất là thành công trong xã hội, những người mà cái lời nói người ta rất là quan trọng hay là nhiều người sẽ chú ý tới, thì những người đó phải cẩn thận những gì nói, coi như là những cái người mà ra ngoài gọi là public đó. Cái điều luật 18C nó nói rằng nếu mình nhục mạ một người nào hay là mình làm cho họ sợ hãi hay là mình hành hung họ ở ngoài public chứ không phải là ngoài tư nhân. So it's that's the definition. It has to be a public act. It can't be trong nhà. Thí dụ bây giờ chị Thu Thảo tới nhà em rồi em chửi chị và nhục mạ chị và thì là người Việt thì cũng không có đưa ra tòa được, tại vì nó nằm trong nhà là sao không sao được. Nhưng mà đây là nhắc nhở những người lãnh đạo, những người đi ra ngoài trước đám đông. Mình có bổn phận. Mình bổn phận là gì? Khi mình trước đám đông mình có bổn phận là mình phải hướng dẫn cho dân của mình muốn dân mình người tốt, chứ mình đâu có muốn mình dân mình đi ra ngoài nói mà nhục mạ một người khác mà về dân tộc. Nhất là trong vai trò lãnh đạo. Đúng vậy, cho nên rất là quan trọng. Cho nên mình nghĩ tại không hiểu tại sao mà bây giờ một lần nữa thì có ý kiến là để hủy bỏ cái điều luật này. Thế mình biết rằng là ông thủ tướng ông Malcolm Turnbull là ông rất là ông không ý định không bỏ, nhưng mà ông sẽ đổi cái điều luật này, là nghĩa là mình không có được quyền nhục mạ, chứ không còn để lại hai câu là mình hành hung hay là mình nặng nề thì bạn người đó thì để cái đó, nhưng mà bỏ lại cái chữ là insult hay là offend, nghĩa là em nói nó nhẹ hơn. Thì mình nghĩ đâu cần đâu, trong 40 năm chỉ có một bị đưa có một cái điều luật này chỉ có sử dụng một người, và cái người đó là một người có nằm chức vị trong xã hội ảnh hưởng được công chúng. Thì cái người đó bị đưa ra tòa vì anh đã nói cái câu đó rất là nặng nề với anh thổ dân này. Thì đó, nhưng mà cái phạt ảnh cũng rất là nhẹ thôi, nghĩa là bắt ảnh phải làm một cái tờ thông báo là xin lỗi, rút lại thôi. Nên mình nghĩ rất là quan trọng đối với xã hội là lúc nào mình cũng muốn cho cái xã hội mình nó có một cái gọi là cái mức như là minimum standard, mình nói nó phải có một cái tiểu cái minimum standard là nó phải cao cho mình đừng để thấp xuống. Một cái tối thiểu. Cái tối thiểu, dạ. Cái gì cũng vậy, trong nhà cũng vậy, ra ngoài vậy, xã hội những người lãnh đạo có bổn phận như vậy đó. Nhất đặc biệt giống như mình vừa nói là đặc biệt là cái người lãnh tụ, người lãnh đạo một cái party phải cần phải cẩn thận hơn nữa trong cái vấn đề mà phát ngôn như thế nào hoặc là cái lập luận của họ như thế nào. So cái đó cũng là cái vừa trả lời cái câu mà Thảo tính hỏi luật sư Định là thế nào về cái sự thay đổi cho cái ATC này. Thì nhưng mà đối với Chris, what do you think that how much power, because the changes in this time they come back with 4 seats. Yes. So how much power will they gain? Look, when the parliament comes together, it's going to be interesting to work out what people actually really believe of these things. Sure, I think from the government's perspective, they've shown that they're prepared to talk to Ms. Hanson. From my party's point of view and my own point of view, we will have nothing to do with her. She is the antithesis to what we stand for about inclusion, about tolerance, about working together, and about what we say makes up multiculturalism. So we will not go for her trying to actually pursue a vote. If the government wants to do that, well, be it on Malcolm Turnbull's head. We will not be doing that. We will oppose those people every step of the way, as we did last time, because we believe in the value of multicultural in this country, and we actually believe in this country's future. And this country's future is going to be on the basis that we all get together, work together as fellow Australians. Now, regardless of our background, and that's what really, really, that's one of the great things about this country.
People like Pauline Hanson want to unravel that. They want to make it legal to be able to wear it. Say what you like, even though it can reasonably cause harm and insult people. Well, I just don't think that's a legitimate way that we should be looking to the future of this country. Definitely she won't get her way. I mean, look, we will not support going down that direction. And I do know, Senator Lionholm, the Liberal Democrat, is saying the same things. Mm. He wants to bring a bill to the Parliament to do just that, repeal 18C and 18D of the Act. Yeah. And I know even this week there's a number of members of Malcolm Turnbull's own party in the Senate saying that they think we should be doing more for free speech. Yeah. Well, if they want to have another fight about it, we're up for a fight. We will defend 18C and 18D as we did last time, because we believe in the future of this country. Yeah. Thưa quý vị, thì ông Chris Hayes cũng vừa nói là sẽ không bao, ông Trấn An là không bao giờ ông hay là đảng của ông sẽ giống như là đồng ý với cái lập luận của bà Pauline Hanson hay là những cái policy của cái đảng của bà Pauline Hanson, vì quốc gia Úc này là một cái quốc gia đa văn hóa và chúng ta rất là thành công ngay, đặc biệt là người Việt Nam chúng ta, cũng như hồi nãy giờ mà chúng ta đã trò chuyện có sự thảo luận thì người Việt chúng ta cũng đã góp phần rất là nhiều. Và luật sư Định, chị có còn có thêm những cái ý kiến gì hoặc là những cái cộng thêm một cái gì đến cho quý khán giả của chúng ta về cái đề tài hôm nay không? Thì hôm nay là có thể là chúng ta có thể quan tâm về cái đảo, cái đảng One Nation. Mình thì mình rất là tin tưởng cái tinh thần của dân tộc của người Úc đây, rằng là phần đông và phần khá đông sẽ thấy được cái thực và cái tốt và của trong cái xã hội đa văn hóa của mình. Và những gì One Nation muốn làm thực sự chẳng có, không có lý và không có tình và không có đủ khả năng mà bà nêu lên những cái điều bà muốn làm. So Chris, anything else that you want to add before we wrap up? I always enjoy being on your program. I think it's very good that Vietnamese take such keen interest in not only the political developments of this country, but all those things that go to make this country great. And Vietnamese have really shown what it is to be Australian. And just to quote that old Vietnamese proverb, that if you eat the fruit of the tree, you have regard to the people who planted the seed. I think it's such a wonderful saying. It really shows that the Vietnamese, in coming to this country, adopted everything of the Australian culture, values, everything else, and assist in every Australian who find themselves falling on hard times, whether it be for bushfires or floods or other things. Without doubt, the Vietnamese are the very, very first people who come together as a group to fundraise to assist fellow Australians in need. Now, I just think that's something just so wonderful. I think we can all learn from that. Dạ, thưa quý vị, thì ông Chris cũng vừa nói cái câu mà ông rất là thích, là ăn trái thì nhớ kẻ trồng cây, và người Việt chúng ta đang áp dụng cái câu nói đó. Thì thank you Chris for being here today, and thank you chị Thúy Định đã có mặt ở đây chia sẻ trong cái đề tài này. So hopefully we'll see you in the next program. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi cái chương trình sinh hoạt cộng đồng của Việt Face TV ngày hôm nay, và mong rằng là sẽ gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.